bàn là bàn chân bước tức lên bất chợt tung cước. Mặt là mặt em ướt mắt em nhìn xuống con đường, cổ là cổ em ngước náo ước mong ông trời ban phước. Tờ bàn được đâm nước thì bao trước một cái Tết tăng thường. Chiếc nghỉ Tết vài hôm tâm trạng rất là nôn nôn. Cô lục trong cặp da đưa cả lập một tập A4. Cô nhìn em cười tươi, em nhìn như 70. Chưa được miếng gạo nếp đậu xanh giờ toang cả thịt lẫn bánh. Ba chân tí phi lôi hạt dưa và chân ngồi nhai. Ba thấy hồi quỷ khỉ của thông đến em 12. Con sống lâu nhà rồi thì ra ngõ mua gà. Ba bố con giờ chẳng mệt lắm có cơm rồi nha. Ngon thế nhở? Gà luộc rồi miếng liên miên ăn xuyên cả tháng. Mắt cả nhà nhìn chán cô nuốt trong hoang mang. Gà thì ngồi ngắt nem thắp cơm xong thì quát canh bằng chan nước bắp xuôi ngất ngây gây răng. Sáng gai bài tin nắng xóm qua nhà ăn năm mới xong on mai hát ca cả tuần trước mà lôi ba con ra sắp xếp nhà vẻ đẹp hơn con Hà con Thúy con Nga. Cầm cái ghế ra ngoài vườn rồi cầm cơm đối treo vào tường mặt vẫn rất tươi. Đặt cái ghế lên cái bàn còn tù mấy ghế bên cái màn mặt đã bớt tươi. Hôm cao bác đến nhà hai chị em đích thân chạy ra các bác xoa đầu xong rồi cứ thế đi vụt qua. Đông quá đi thật là quý hóa đi mà ta chết đêm nay hay bà nào rơi bà nào rơi. Việc theo bay chó nên tiền cho bài hát dù còn Tết. Dù lần này mục đích chính là vui, nhớ mà là chúng thì chết. Mong rằng bên đó làm ăn tốt sau một lần đổi logo, để rồi còn bút bọn em bài nữa sang năm đỡ nở lưng cô. Cả năm toàn rap khách dành hết bút nhọc chế chẳng có một ai. Đến thằng bé một tháng nhà em cũng xịt tín tiệp on the mic. Em muốn fan em vui tuần canh ra hai bài, nhưng đôi khi lòng tê tái khi Tết cóc còn tiền chơi bài. Nhiều khi mong có nhiều nhãn hàng cầm đập bốc cục tiền màu xanh, các chú cứ mau ra clip đều chừng nào mà hết thì lại báo anh. Việc gì phải hốt, việc gì mà phải hốt. Việc của mình là đón Tết để không lo toan. Việc gì phải hốt, việc gì mà phải hốt. Việc của mình là đón Tết để luôn dễ dàng.